các bạn đợi xíu, từ từ nó sẽ khởi động lên nha. Rồi có khi nào nó mất nguồn luôn không trời, lâu quá vậy. Rồi lên được kìa các bạn ơi. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận của khách cái máy Vunit nè. Họ nhờ mình là Jared với lại cài cái Carit đó, xem YouTube trên xe hơi thôi, chứ không có cần làm gì nhiều nha các bạn. Máy này thì Vunit iOS 16.7.2. Giờ tiến hành mình ghim vô máy tính, mình mở tool đó, mình chạy thôi. Này thì hiện tại thì Jared những cái máy dưới Vunit đó thì nó cũng khá là dễ dàng các bạn ha. Giờ mình mở cái tool Windows lên, mình cài Carit thôi thì chạy rootless thôi nha. Rồi bắt đầu các bạn bấm nét trên tool nè. Những cái chip A11 từ Apple 8, 8 Plus, Apple X đó các bạn. Trước khi mình giao red thì nó kêu là mình không có được đặt mật khẩu ha. Nhớ là không có được đặt mật khẩu màn hình nha các bạn. Rồi mình bấm OK là nó sẽ tự động nó đưa cái máy mình vô chế độ recovery. Rồi lúc này thì mình cứ làm theo cái tool nó hướng dẫn thôi. Mình đủ điều kiện là mình giao red được hết các bạn ơi. Rồi lúc này là mình bấm nét trên tool nè. Đưa cái máy về chế độ DFU. Những dòng iPhone mà không có phím home cứng á các bạn, thì các bạn cứ volume trừ với lại nút nguồn á, mình bấm nhịp nhẹ hợp lý á là nó sẽ vô DFU cho mình nha. Rồi những cái máy mà vô DFU các bạn chưa hiểu rõ thì các bạn lên Google tìm hiểu lại giúp mình. Rồi lúc này thì mình đợi cho cái tool nó hoạt động thôi, nó kiểm tra có driver đầy đủ á, thì nó tự động nó đưa cái máy mình vô chế độ sửa lỗi, fix lỗi bông OS gì các bạn. Thì các bạn làm quen thì các bạn thấy cái này nó cũng khá là đơn giản ha. Chủ yếu mình giao red trên Windows thì mình cài driver máy tính thì nó ok là mình làm được. Các bạn nào làm lỗi thì mình sửa lại driver trên máy tính thì mình làm lại là xong nha. Rồi mình đợi cho cái máy nó chạy những cái câu lệnh xong nó sẽ khởi động lại. Rồi tiến hành mình chờ một xíu nha các bạn. Chờ một xíu là nó có cái icon của Blender nè. Đó các bạn thấy không? Vậy là giao red thành công nha. Rồi giờ mình đi vô mình kiểm tra lại thôi. Hiện tại thì giao red những cái dòng dưới Avonis đó nó khá là đơn giản, với lại nó cũng có ví dụ mình giao red mình cài những cái app, còn nếu mà mình không cài app thì mình bypass nghe gọi trên Windows cũng khá là lợi hại nha các bạn. Rồi các bạn đợi một xíu mình cài cái Cleo. Rồi mình áp cái nguồn đó, mình cài Carit ha. Lúc này nó hỏi mật khẩu thì các bạn cứ bấm 1-2 ký tự gì giống nhau là được. Rồi ở kênh Cleo có nè, thì mình cũng để một số cái nguồn cơ bản á. Các bạn nào có những cái nguồn nào mới hay á thì để lại bình luận bên dưới á cho anh em mới cũng biết nha. Rồi các bạn cứ cập nhật những cái switch trong Cleo lên hết đi. Rồi mình áp cái nguồn đó, mình cài cái Carit. Hiện tại thì trên kênh mình cũng có ra khá là nhiều video về Jared với bypass á, các bạn có thời gian thì xem giúp mình nha. Rồi khi cập nhật những cái switch cơ bản trong cái Cleo xong á thì mình thêm nguồn. Cái Carit hiện tại thì iOS cao quá các bạn. Mình thêm cái nguồn MReboy vậy nè. Để mình cài được free nha. Cái này cái nguồn này các bạn thêm vô nó báo cảnh báo gì các bạn cứ cho phép hết các bạn. Nó lỗi kệ nó. Khoảng tầm 5-10 giây là nó load được những cái switch cơ bản trong cái nguồn đó cho mình thôi. Thêm cái nguồn bạn BVN luôn nè. Nguồn này cũng switch khá là hay nha các bạn. Rồi các bạn cần cài thêm gì thì các bạn cài thôi. Cái này thì mình làm chủ yếu chia sẻ với anh em cái Android, cái iOS khá là cao này để cài Carit cho anh này. Anh lên xe hơi, anh mở YouTube rồi anh kết nối với cái màn hình trên xe hơi á để coi YouTube nha các bạn. Các bạn nào thích thì cài Visa thì mình cũng lên video mình nói cũng khá là ngắn gọn thôi. Giờ tiếng hai mình cài Carit ra, mình lấy cái nguồn đúng nha các bạn. Đó, lấy cái nguồn này nè. Rồi các bạn cài, khi cài xong á thì các bạn đợi một xíu là cái Carit nó nằm trong phần cài đặt ha. Lúc này là cái máy nó khởi động lại nè, các bạn đợi xíu, từ từ nó sẽ khởi động lên nha. Rồi có khi nào nó mất nguồn luôn không trời, lâu quá vậy. Rồi lên được kìa các bạn ơi. Rồi các bạn đợi xíu. Rồi cái này nè, nó thực thi được nè các bạn.
Rồi mình bấm vô, cái này là máy trắng ha, mình chưa có cài app gì hết cho nên trong cái phần Garage nó chưa có hiện những cái ứng dụng nha các bạn. Khi nào các bạn cài xong á thì nó sẽ hiện nha. Rồi các bạn cài thêm Joy Store để cài cái file EPA ngoài gì á thì các bạn thích các bạn cài. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.